Rồi, xin chào các bác nhé, chào các bác đã quay trở lại kênh của em. Đó, thì hôm nay em đang test cho các bác ba cái máy lọc không khí. Hôm nay em mới về các bác nhé, thì tất cả cái này đều là của Sharp hết các bác nhé. Tất cả cho đây đều của Sharp hết. Đó, thì em nói trước cho các bác cái này biết nhé, cái này chỉ sử dụng ở trong cái phòng ngủ thôi các bác nhé. Chứ còn cái phòng khách mà nó rộng như thế này thì sử dụng thì phải loại lớn hơn nhé. Đầu ít nhất phải 65 hoặc 70 trở lên nhé. Đó, có cái 80 thì mới xài được. Còn cái này là sử dụng mục đích chính của nó là trong phòng ngủ nhé. Để cho bác dễ hình dung ra, cho nhiều khi mua về để ở phòng bảo anh ơi, nên gọi điện đến bảo em cái này nhỏ quá anh không lấy thông cảm cho anh nhé. Lúc ấy thì chả có ai vui vẻ gì đâu các bác. Còn nên các bác thông cảm cho em. Cái này chỉ sử dụng ở trong phòng ngủ thôi. Đây. KCA40 này. Đó, cái này 45 này, KC Việt Đắc Nghi 45 này. Đó, cái này là 40B1 này. Nói chung là ba cái này thì cái tên nó khác nhau, nhưng mà giá tiền thì bằng tiền nhau. Còn thì bác nào thích mua con nào thì bác nào lấy con nào thì lấy. Thì em nói rõ hơn nhớ bác cái này lọc không khí này luôn nhá. Đấy. Đó, thì tất cả những con máy này thì đã được đánh bóng lại màu trắng hết rồi nhá các bác nhá. Thì máy lọc không khí bác để ý nó sẽ là màu vàng. Nó cũng có con màu trắng nhưng mà cái số lượng màu trắng rất ít nhá, nó cũng giống như là cái máy điều hòa không khí vậy ấy. Máy lạnh, nó chẳng là máy lạnh luôn. Thì bác nào biết rồi ấy, nó hoặc bác nào đã từng trải rồi thì bác biết. Bác thấy không? Người ta đã đánh bóng nhưng mà riêng trong khe người ta đánh bóng không được, mấy cái chỗ góc này người ta đánh không được. Nhưng cái chỗ này thì em vẫn có thể vệ sinh trắng hơn thêm một xíu nữa vẫn được nhá. Tại vì em có máy xịt nước nóng thì em sẽ đánh nó sẽ sáng hơn một xíu. Tại vì em đã vệ sinh một con của em xài rồi. Người ta đánh không được tại vì người ta không có cái máy xịt nước nóng. Còn em có máy xịt nước nóng em sẽ xịt vào đây. Đó, cộng thêm cái dung dịch vào đây nữa là nó sẽ trắng được cái chỗ góc này. Đó, trắng hơn như hiện tại nhá. Em đã nhìn thấy không? Khác biệt không? Đó, đây này, nó trắng, nó đánh bóng trắng rồi, nhưng mà nó nhẵn nhá, chứ không phải nó đánh bóng nó xù xì đâu. Tại vì cái nhựa của nó chất lượng thì nó mới đánh được. Còn cái nhựa của mình thì chữa đến hết thời gian sử dụng nó đã mục hết rồi. Bác có đánh thì nó vỡ luôn chứ làm sao mà đánh được nữa. Đó, thì cái đặc điểm là vậy. Giống như mấy con điều hòa máy lạnh đó, nó tất cả những con cục nóng thì không nói cục nóng, không ai vệ sinh cái đó. Riêng cái cục lạnh bên trong á, cục nào nó cũng vàng hết đó, đa số là nó vàng là nhiều, không vàng chỗ này là vàng chỗ kia, không bao giờ mà trắng được toàn phần. Chỉ có những con nướt mấy hàng demo đó thì nó có thể rất là mới, có các đồng bóc trong thùng thì không có nói rồi. Thì nhiều bác bảo con nào bán con nào cũng mới, không phải đâu nhá. Nói chung là em có gì em nói thẳng luôn, không có gì hết đấy, không có gì em phải giấu giếm các bác à. Em nói thẳng các bác là 10 thì nó khoảng 8 con là nó biến thành màu vàng rồi. Cũng có con mới đấy, có những bác nhập cái lô hàng là tuyển trần toàn hàng mới không. Nó tuyển nó gọi như hàng sơn nguyên bản á, coi như là nhựa màu trắng tinh nguyên bản thì cái đó giá rất là cao. Thì bác nào mua thì bác nào chơi thì em cũng biết rồi, đó, giá rất là cao, không có rẻ đâu. Nhưng mà những tuyển những con như vậy thì nhập về để bán. Còn đây thì em mua những cái dòng nói chung là nó phù hợp, vừa phải, đó, cho nhiều bác sử dụng đó. Tại vì đâu phải ai cũng có điều kiện để mua những con nó nhiều tiền đâu. Đó. Thì em nói các bác nhá. Cái thứ hai là cái dựng máy lọc không khí. Các bác mua về hàng cũ thì phải thay cái miếng phổi này nhá. Chứ đừng có xài luôn cái miếng phổi này nhá. Thì nhiều bác bảo mùi hôi ấy. Hôi là đúng rồi, miếng phổi cũ của nó hôi là đúng rồi. Thì người ta đã lọc không khí rồi, người ta đã xài rồi thì tất nhiên phải hôi. Tại vì cái đó là phải thay thế định kỳ. Chứ không phải xài vĩnh viễn hoặc vĩnh cửu được. Như cái máy này các bác có thể xài được. Nhưng mà riêng cái mọc phổi đó bác phải thay. Chứ đừng có xài thì phải bảo là thế này thế kia. Đây là cái phổi này đó. Cái phổi bây giờ đời mới của nó ra để nó thay thế ấy. Thì như bình thường như cái mấy cái đời ngày trước ấy là nó hay có cả cái miếng này đó. Nhưng bây giờ là nó tích hợp mặt sau rồi. Đó, một mặt trước và một mặt sau. Đó, như giống như cái này đúng không? Giống như cái này nó đây này, đó, khác này. Đó. Đa số nó màu giống nhau hết. Đây là cái lớp lưới thôi. Đó. Thì bây giờ nó thay thế là một trong hai luôn, hai trong một, nó như thế này cho nó dễ sử dụng. Đó, nó không mất nhiều diện tích trồng cành nữa như trước nữa. Đấy, thì bác ra bỏ vô như thế này. Đấy.
lọc bụi vào đây, hút vào đây. Đó, để nó qua bên đây. Đó, thì nước các bác bỏ vào đây nhá. Thì tất cả những con này nó có bù ẩm hết các bác nhá. Đó thì các bác nào muốn mới thì các bác có thể tìm hiểu những cái chỗ khác anh em bán, rất nhiều người bán mà, không phải riêng một mình em. Đó thì giá nó cao hơn. Đó thì các bác có thể mua. Còn mua ở cho em thì nó cũng có những con mới cũng có, nhưng mà những con như thế này thì cũng có. Thì những con như thế này thì em đang bán là chưa gồm cái miếng phổi mới này các bác nhá, chưa có phổi mới nhá. Đó, chưa có phổi mới thì nó là 1.600.000. Đó, là chưa có miếng phổi mới nhá. Đấy, còn các bác nào muốn mua mà có miếng phổi mới như này nữa ấy. Đó, thì miếng phổi này nó là 350.000 các bác nhá. 350.000 thì các bác không, nếu mà không mua cho em cũng được, cũng chả sao cả, các bác có thể lên mạng các bác mua. Mang lên mạng mua đi, nó không phải 350.000 đâu. Rồi thì đây này, đây là những cái miếng phổi theo máy của nó. Thì em nói bác nghe, cái miếng này đã không xài được đâu nhá. Đó, còn bác nào bảo mua về vẫn xài được thì cái năng bác thích thì bác để bác xài thôi. À, vậy em thử rồi, thay cái miếng phổi mới vào cái mùi nó khác, còn để miếng phổi cũ vào mùi nó khác. Đó, các bác còn lưu ý cho em cái điều đó. Chứ bác bảo cái phổi zin đó thì bác zin bác về bác xài đi, nó sẽ có mùi, tại vì nó đã xài rồi, nó đã hút không khí vào trong đó rồi, nó sẽ có mùi bụi bẩn rồi. Bác xài một để ý một thời gian nhé, nó sẽ dính bụi đầy khu vực bên ngoài luôn. Tại sao bên Nhật nó xài máy lọc không khí nhiều như vậy mà xài trong điều hòa rất là nhiều? Bên nguyên tắc của Nhật nhá, một cái máy lạnh và một cái điều hòa nó phải làm chung với nhau, đi chung với nhau luôn các bác nhá. Thì tại sao bên Nhật rất là nhiều máy lọc không khí nào nó là vậy? Thì trong phòng điều hòa nó đa số có nhưng có một con này nằm ở dưới, mà nó lại nằm ở dưới đất. Tại sao nó không để trên cao mà phải để dưới đất? Đó, thì các bác phải biết là lúc điều hòa nó chạy ấy, là cái không khí lạnh nó ra đó, thì những cái không khí mà bay trong phòng ấy, nó lơ lửng trong phòng, các bác đâu mắt thường đâu nhìn thấy được, làm sao mà thấy được? Thì có bao giờ ánh nắng nó chiếu vào ấy, thì các bác có thể nhìn thấy đó. Như bình thường các bác để ý những cái mùa nắng ấy, đó, các bác đang ngồi ghế đúng không, có ánh nắng nó chiếu xuyên qua cửa, nó chiếu vào trong nhà, các bác nhìn thấy cái chỗ mặt bàn hoặc mặt bếp, nói chung là những cái tầm mắt bác nhìn thấy chỗ ánh nắng nó chiếu vô là bác thấy hột bụi nó bay lên bay rất li ti, chỉ có ánh nắng mặt trời mới chiếu vào bác mới như có thể nhìn được. Còn mắt thường bác không bác nào có thể nhìn được hết đấy, chỉ khi những cái bụi nó quá to đó thì không nói, còn bình thường trong nhà này bác, đó, bác nhìn như vậy nhá, nó có bụi đấy nhá, như nhà em vậy, bác nhìn thẳng như vậy thôi, nhưng mà nó là có bụi đấy, chứ không phải là không có bụi đâu, nhưng qua mình không có thấy, phải có ánh nắng chiếu vô cơ thì mới thấy bay lên. Đó, thì trông giống như trong phòng vậy. Thì em có xài máy lọc không khí em biết là một thời gian này nó tuần hay 2 tuần thì em bắt đầu nó bám bụi, những bụi to này sẽ bám vào đây đó, còn những bụi to bụi nhỏ mà có thể nọt được qua đây, nó quá nhỏ để nó nọt được qua cái lưới này vào trong thì nó mắc ở trong cái tấm đó và qua cái miếng than hoạt tính phía sau nữa đó, thì nó sẽ nọc hết đó. Nên là bác xài bác biết nhá, chẳng hạn như em bật cái này lên đúng không, đây em bật thử cho bác này, đây em chưa cho nước đâu nhá, cho nước vào thì đây là cái coi như là loại này có bù ẩm hết nhá, em chỉ giới thiệu cho các bác biết thôi, còn em sẽ quay cho ba con bác lấy con nào lấy, nó giá nó giống nhau hết. Đây em bật này đó, đây này thì đó, đây là cái chức năng này, chức năng tự động này, nó tự động, còn cái này là chỉnh bằng tay được này, đấy, đó, cái này chỉnh bằng tay này, nó các bác có thể chỉnh trên mặt đây này, đấy, đó, bằng tay được, còn cái nút này là tự động luôn rồi, là các bác không có can thiệp vào đây được nữa, đó, nó trừ hai cái chức năng này có thể chỉnh bằng tay được, đó, chẳng hạn như thế này đúng không, đó, cái giống như đây cái rẻ này. Đó, cái giống như cái rẻ chùi chân hoặc là cái bác gập quần áo hay là bác rũ cái chân gì từ xa đúng không? Đó là bác để ý là cái đèn báo này, đó, đèn báo này bác đâu, bác thấy không? Nó đổi màu liền nhá, đổi qua màu vàng đấy. Đó, nếu mà nó vẫn còn bụi nữa, nó sẽ đổi sang màu đỏ để nó tăng tốc cái quạt này lên để nó chạy mạnh hơn để nó lọc đi. Bác thấy không? Đó, máy nó là màu xanh đúng không? Bây giờ nó đổi qua màu vàng. Đó, nó thấy bụi ấy, nhiều ấy. À, tự động nó sẽ biến đổi màu, bác thấy chưa, màu đỏ thấy chưa, nên là bởi vậy nên là nhiều bác không có biết, rồi bảo anh vào trong kia anh mua cái máy mới thì bác có thể vào trong siêu thị bác mua máy mới, nhưng bác phải tìm hiểu nhá, máy mới của trong đó nó như thế nào nhá, chức năng ra sao nhá, đó, chứ không phải là máy mới có thể bác mua cái tiền cũng như vậy đúng không, nhưng mà em nghĩ là nó
Tiền như vậy nhá, khác nhá, còn những cái máy nó nhiều tiền hơn đó, 4-5 triệu ấy nhá, không phải rẻ đâu các bác ạ. Chứ đừng tưởng các bác thích cầm tiền vào các mua được nhá. Có nhiều bác cũng bảo không thích hàng cũ ấy và nó mua ấy, nhưng mà em nói các bác nó khác nhau, nó không có giống nhau đâu. Đó, em nói một điều như vậy để các bác tự hiểu. À, em bán nói chung em cũng có tìm hiểu rất là nhiều cái máy lọc không khí, những cái đồ mà Nhật nó xài rồi, đồ nó xuất khẩu đi nước khác là khác, còn đồ nó xài là khác, không bao giờ giống được nhau các anh nhá. Lưu ý cho em một điều, nó không bao giờ giống nhau. Em nói bác, như tại vì em có người của nhà em ở bên Nhật ấy, lao động bên Nhật, có người là biết hẳn tiếng Nhật luôn, nó bác thấy không, nó chạy một lúc sau này nó ok rồi, nó chuyển màu dần, nó chuyển cho màu xanh. Chẳng hạn như bác đã dùng trong phòng đúng không, mà nó màu đỏ là có biết không khí đang bẩn đó, và nó chuyển qua màu vàng thì là đang là gọi như là mức trung bình, còn chuyển qua màu xanh là không khí đã bình thường rồi nhé, không khí sạch đó. Thì giá tiền em báo giá là như vậy nhé, nó nếu mà không có cái phổi ấy, nó là 6, còn có phổi nó là thêm 350.000 đấy em đó. Còn bác không thích cái phổi thì thôi, bác mua được chỗ khác thì bác mua, còn cái máy này nó 6. Thế nên nói luôn sản xuất này các bác, là nó sản xuất tại tất cả nó đều sản xuất tại China hết nhá. Đấy. China hết. Đấy. China nhưng mà xuất về Nhật, xài điện 100V mà, các bác biết rồi. Đó. Thế nên này cắm điện cho con này các bác có. Đó thì các bác đừng có tiếc tiền, đó. Bác để ở trong cái phòng lạnh ấy, đó. Theo em ấy thì các bác cứ sắm thêm một cái con này đi, đó. Em nói thật các bác đấy. Kể cả bác mua của ai chăng nữa thì bác mua em không quan trọng, đấy là em nói cái chức năng và kể vào cái phương thức hoạt động của nó ở trong phòng để cho bác biết. Nhưng cái này trong phòng ngủ khoảng 20 mét vuông là ok rồi các bác nhá. Thì con nào nó cũng giống nhau thôi, cái chức năng này tự động rồi thì bác không thể can thiệp được vào thêm những cái tính năng khác. Đấy, con nào nó cũng có ion khử mùi hết. Đấy, đây là China 2008, con này bao nhiêu, con này 2013. Đó, nói chung là các bác đừng có tiếc cái miếng phổi kia nhá. Đừng ở ai muốn đổ zin đổ thế này thế kia nhá. Em nói bác nhá, phải thay định kỳ đấy. Chứ không phải là đổ zin cứ để nó mà xài đâu. Nó thì có mấy bác ở Sài Gòn, bác ấy cũng xài đồ Nhật mà cũng mua của em khá là nhiều. Bác xài bác biết. Nói chung là phải thay, chứ không phải là mẹ mua về là mà thấy cái của nó nằm trên đó là xài đó. Đa số là nó đã xài rồi, không xài nhiều xài ít nó quăng rồi đó, thì các bác nên thay cái phổi mới vào, tại vì nó quan trọng không là cái phổi đó. Còn cái máy kia là chỉ có chức năng khử mùi đó, chạy quạt các thứ nó quay đấy, bùa ẩm các thứ, chứ còn nó làm gì có gì. Tính năng chủ yếu là nó ở đây này đấy, nó nằm ở đây này đó, nó ở cái này này đó, chứ không phải là nó ở trong cái phần kia là máy chạy các thứ thôi đấy. Như này bác thấy không, đây này nó xài rồi nó có bụi bẩn này đấy. Chứ nhiều bác ví dụ có thể là có mình bán, em bán này có thể là nói bốc phốt có thể người khác người kia ấy. Em cái đó là em nói em thật luôn, nhiều bác bảo cái này mới này, phổi còn nguyên zin này, zin cái gì đó đa số về thay hết rồi, cũng có nhưng mà ít thôi, thì không phải không có thì nói thì nó đi phải nói lại, cũng có nhưng mà nó ít thôi, không có nhiều đâu đấy. Đó đây ba con đây này. Các bác nhìn màu đen nhá, em không có ghi số này, A40 này, đó. KC45 này, đó. Cái này KC40B1 này, đó. Giá tiền như nhau hết, 6 triệu, là chưa có cái phổi mới, đó, phổi mới 350 nữa. Đấy. Đây em cho các bác quay này, cái con này em đang chạy này. Đó. Đây, đó. Đây một con nữa, con này là A40 này, con này trong con này. Đó. Đấy. Con này thì giá tiền nó cao hơn các bác nhá. Đó.
con này nó cao hơn con kia 100.000 các bác nhé, nó triệu 7 nhé, A40 này. Còn con này là 65 này, KC65 này, đầu 65 cơ, con này công suất nó mạnh hơn, bác thấy không? Đó, nó đang màu đỏ, đó. Không khí nó không được sạch, đó, là nó sẽ chạy, nó chạy nó tăng tốc lên. Đó, đây là con em đang xài trong phòng đấy, con này sát KC65 đó. Đó, nói chung em nói để cho các bác biết là cái máy lọc không khí nó chức năng nó như thế nào đó. Mục đích sử dụng là như vậy thì nó có bùa, tại vì là ở trong phòng máy lạnh đa số xài trong phòng máy lạnh không à, nó bù ẩm, như máy lạnh nó sẽ khô ra gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp đó, nên là nó phải có cái máy này vào trong cái phòng lạnh của nó để nó điều hòa cái không khí trong phòng, vừa lọc không khí là cái thứ nhất này, cái thứ hai là nó bù ẩm đó, trong lúc mình sử dụng máy lạnh đấy, điều hòa cái này lúc mà tối em ngủ nó cũng bật lên hết, luôn kể cả ban ngày luôn, tại vì công suất nó chỉ có 40W thôi, 40-50W thôi, em có thể em đóng cửa em có bật suốt như vậy được, không sao cả, tại vì nó cũng trả bao nhiêu tiền cả. So với cái sức khỏe cái thứ thôi thì các bác đừng có tiết kiệm, ví dụ 40W thì nó trả bao nhiêu đâu, bật cả ngày nó cũng trả bao nhiêu đâu bác ạ, à, nói bác nhé. Đó, nên các bác biết rồi. Đấy. Rồi, xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.